Một vụ cháy xảy ra trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào dạng sáng nay ngày 28 tháng 5 khiến cho một người mắc kẹt thiệt mạng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được hai người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 5, căn nhà một trệt hai lầu trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do ngọn lửa bùng phát mạnh, hàng xóm lân cận cùng ôm đồ đạc chạy ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 7 xe và 45 chiến sĩ đến tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước dập lửa. Đến 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến một người mắc kẹt trong phòng thiệt mạng, hai người khác bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Trưng Vương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.